Phòng ngủ vợ chồng mới cưới là nơi rất được coi trọng. Có thể nói rằng đây là nơi linh thiêng đánh dấu cho sự khởi đầu một hạnh phúc lâu dài. Bên cạnh việc thiết kế một không gian riêng đầy đủ nội thất, tiện nghi thì các cặp đôi rất quan tâm đến vấn đề phong thủy. Bởi trong tâm niệm và văn hóa Việt Nam, phong thủy phòng ngủ vợ chồng mới cưới là một trong những yếu tố hàng đầu có ảnh hưởng lớn đến tình cảm của hai người. Sau đây, Tuệ An sẽ chia sẻ với quý vị các nguyên tắc bố trí phòng ngủ cho cặp vợ chồng mới cưới. Thứ nhất là về giường ngủ. Việc bố trí giường ngủ là điều lưu ý nhất, nên sắp xếp giường ngủ giữa căn phòng, tránh đặt giường ngủ đối diện với cửa ra vào. Hơn nữa, không được đặt đồ đạc dưới gầm giường, bởi khu vực này cần phải sạch sẽ, thông thoáng, như vậy mới giúp được nguồn năng lượng tích cực được lưu thông, luân chuyển dễ dàng mà không bị cản trở. Thứ hai là về gương soi. Việc bố trí gương trong phòng ngủ cũng là điều cần chú trọng trong phong thủy. Nếu gương đặt đối diện với giường thì sẽ phạm phải điều đại kỵ, sẽ là nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng lục đục, dễ có nguy hại, dẫn đến ngoại tình, thường xuyên gặp phải những bất hòa dẫn tới đổ vỡ, chia tay. Hơn nữa, gương đặt ở vị trí như vậy sẽ khiến người trong phòng luôn có cảm giác bất an, tinh thần không ổn định, thường xuyên lo lắng hay giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Thứ ba là về các loại tranh trang trí. Tranh ảnh là một món đồ được sử dụng rất nhiều để trang trí phòng ngủ cho cặp vợ chồng mới cưới. Ngoài giá trị về thẩm mỹ, nó còn giúp tăng cường sinh khí về mặt tình cảm rất nhiều. Vì thế, các cặp vợ chồng mới cưới nên lựa chọn. Thứ nhất là tranh uyên ương, đôi công, đôi chim, đôi thiên nga. Thứ hai là tranh hoa mẫu đơn, tranh tình yêu. Đó đều là những bức tranh lãng mạn, hình ảnh có cặp đôi quyến luyến không rời để kích hoạt tình cảm đôi lứa. Trên đây là các yếu tố phong thủy giúp cho cặp vợ chồng mới cưới có được hạnh phúc bền lâu. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.